Hello, chào cả anh em nha. Thì hôm nay mình quay lại nhà này nha mọi người nè. Đó, nào vào là nay là hoàn thiện mọi người. Đó, có thì hoàn thiện lên trước thôi. Hoàn thiện xong nhà rồi. Giờ còn mình là cái sau hè, xong hành sau hè cái rồi. Đó, thì giờ mình sơn viền nữa ha mọi người, lấy sơn viền nữa nè ha. Đẹp không? Đó. Đúng không? Làm hàng rào xây viền luôn đây rồi, vô nha mọi người. Đây, nha. Đây, đây đó, cho phép nha mọi người. Đây thì giờ làm thêm cái nén xanh cho mình không nữa bạn đó, từ đây vô trong 1 mét ha. Đây đó, thấy chưa, đấy cái sao nè, đó thấy chưa, cho mọi người xem đó. Đây nãy mưa tạt quá thì bên sáu bên chủ nhà người ta sẽ ấy đỡ tạt luôn, gió nghịch đó nó tạt không rồi, thấy chưa. Đây đây là tôn này, tôn tận dụng hết nha mọi người, tôn ấy đó, dưới mấy cái tôn này tôn nhà cũ nè, mình cắt vô cái mình gắn vô làm cái nén bên hông xung hành đấy, cho mấy bà lão thường thường thì nằm bên hông xung hành mà mấy bà già mà đó. Còn cái mấy bà già ưa nằm ở phía ngoài đó. Là gì bớt tạt, không có tạt nữa ha. Đó, đây còn sau nè, đây phía sau là đây mình là làm thêm một cái sàn nước cho mọi người đó, ai nói không. Đây cái này thì là làm cánh cửa, phía này là cho mình đi lên xuống nặng cho gạn đấy, phía sau đấy cho gạn ha. Lần nãy mưa quá trời, giờ cái hầm này nó ngập luôn rồi, nó ngập luôn cái hầm luôn rồi. Đây nghe lót gạch này ha. Đó. Đây thì người ta chỉ lót gạch thôi. Đó. Còn chám bột nó, bột trắng nữa. Đó. Đó. Chưa xong. Còn cái phía này thì làm xong rồi. Hôm nay thì ngày mai thì người ta sẽ còn lợp cái tôn trên này nè, tận dụng là lấy mấy cái tôn nhà cũ trên mỏng nè, lên trên đó mình sẽ đóng lại hết ha, đó mình đó đóng luôn vết luôn, cho gà vô đây nè, đó gà đẻ không mình làm bít luôn không, cho gà có chỗ đẻ để thôi gà đẻ với bên nhà chỗ bụi này kia nè, nhiều khi mình đi ở quê mà đi vòng lụm trứng gà cũng chừng đó nó vậy không. Nhưng mà làm xong cái là cái dựng ấy này luôn mọi người đây, có nào có bếp không, không cho đi hả? Hả? Na đi chơi không? Đó, không? Đây, trước. Ở sau vòng qua trước các mọi người. Đó. Nè, thấy chưa? Rồi vô đi nè. Đây. Nè. Đó, còn ở đây mình làm cái sổ nè, đó sổ nè. Còn muốn đi qua bên đây thì đi qua bên đó thì mình đi vòng sau toilet á, đi vòng qua bên đó đang dụng, còn cái đống đó để một cái ra ngoài để dành 30 cái gì đó nấu bánh tét đó, đồ lấy chùm thôi.
là như vậy. Nè nè nè. Ờ nhốt mày trống nó con không cho mày đi đâu. Đứng được, đứng được. Chỗ đi. Ờ vậy ra luôn rồi. Nói kêu gà, nói kêu giống gà. Có đi chơi không? Hả? Nói kêu giống gà. Nói kêu giống gà. Kêu giống nhốt luôn rồi. Nhốt mày trống nó con mày vô đi. Nó chạy, nó chạy ra đấy à. Vô gà, vô nè, nhóc, nhóc gà. Nó đi chào, đi chào. Đi chào, lại đi chơi nè. Lại. Đó. Ồ, thấy không? Đây, trong và ngoài. À, đẹp không mọi người? Đó. Quá đẹp luôn. Cửa này không, cửa này bên chủ nhà thích cửa bốn cánh, người ta đặt vào cửa bốn cánh gấp vô đấy. Thì bên mình có nhận làm nhà chế, cần thì liên hệ mình số điện thoại 0 3 5 8 8 0 0 0 1 2 10. Hả, cái nhà này hoàn thiện nè, hoàn thiện thì là hoàn thiện luôn á, là ở dưới nền đó nha, nền dưới cuốn nền đó, cuốn nền lên mét mét đó, mét mét mấy đó, còn mét mét hai ba mét hai ba gì đó. Còn cái nhà thì nhà luôn, hoàn thiện nhà luôn thì nó sẽ hai tổng cộng là 303 triệu nha mọi người. Đó. Thấy không? Mọi người á thì thấy hay nhớ like subscribe mình nha. Có thêm những video theo nha mọi người. Đó. Nè. Chào, chơi lại đi, không thôi bắt nhốt mà chổng. Nè nè chào lại lại coi, chó ở đâu lị sợ, kêu cũng lại không lại chứ. Nè thì mình á thì có lời phiên dành cho mọi người, thì thường thường mình làm nhà đình chế á, mình đừng tự mình tự đi điện cũng được, nhưng mà phải có những cái cọng dây này nè, không hoặc cái cục gà đó mình lòn vô ha mọi người, để thôi á, nhà mình tại nhà đình chế là toàn sắt không à. Không, ví dụ như mình nó có lỡ mà nó chập á, là nguyên cái nhà dẫn điện hết. Không, mình làm nhà rồi á, mình thêm này không có nhiêu các bạn. Mua này mình tự làm nhà hoặc kêu thợ người ta làm được. Không, không sao, không nhiêu hết đó. Đó. Thấy không? Thì mình nhắc nhở các bạn vậy thôi. Đó, cái đó các bạn cần lưu ý ha. Đó, vấn đề này. Thấy không? Đèn nè, muốn mình câu đèn. Đó, đi tới đâu thì ống dây dẫn tới đó ha, không ống dây dẫn tới đó, đó cho nên là các bạn phải kỹ vấn đề đó, như nhà đình chế ha, đình chế là phần cái cần những cái điện đồng đó là phải làm đó, chứ không phải mà kệ ha, đừng có để gắn ông kệ vô đó, gắn ông kệ vô đó là làm cũng lẹ lẹ mau mau ha, ông kệ vô là xong đó, là thành ông kẹ luôn đó. Đó, không, không. Điện đồng là mình mới đi như nhà từ nó kỹ kỹ mấy này chút nó nha, đâu sao nè, chút xíu nhầm nè, nguyên nhà này là đi hết đó mọi người đó. Lại rồi, kêu lại sao lại 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 cho đi lại cho đi lại 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 đâu lại không lại nữa. Lấy cái nào, lấy cái nào, hỏi lấy cái nào, lấy cái nào. Lấy nào. Mày ha. Biết tiêu. Lấy cái nào vô chạy lên lấy coi. Nè lấy áo này. Lấy cái nào? Lấy cái nào, lấy áo đi nè. Nè. Hết lại các bạn.
có khôn luôn rồi. Đó, rồi anh chào mọi người nha, người thấy hay nhớ like và subscribe cho mình, có thêm những video tiếp theo. Rồi chào mọi người. Đó. Chào.